Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Tiền Giang 90, giải 8 Kiên Giang 92, giải 8 Đà Lạt 84 và bao gồm cả giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Tiền Giang 222090, giải đặc biệt Kiên Giang 486707, giải đặc biệt Đà Lạt 707503. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.